Ali, Ali, 1, 2, 3. Ali, Ali. Ali, Ali, 1, 2, 3. Ali, à, mình đến từ Sutore Toàn Nguyễn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách hát ra loa ngoài, hát karaoke loa ngoài trên bàn mixer. Thì để có một cái dàn hát karaoke loa ngoài đơn giản, không có rầm rà lắm, thì chúng ta cần có những cái thiết bị như sau. Đầu tiên chúng ta cần có một cái bộ loa mini, bộ loa vi tính. Đó, loa như thế này. À, ở bên kia một cái nữa. Rồi, cái loa này á, cái dàn loa này là nó tích hợp sẵn âm ly bên trong. Nó nhỏ xíu, nó đơn giản thôi. Đi ra ngoài, nó đi ra, một cái đường dây của nó đi ra như thế này. Mình sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đó, mọi người xem, ở phía sau cái loa này nó có cái dàn loa này nó có như thế này ha. Nó có âm ly tích hợp sẵn bên trong, nó rất là nhỏ, nhỏ gọn nhưng mà âm thanh nó rất là to nha mọi người. Hát ở trong phòng là ok. Đó, nó có cái nút chỉnh âm lượng. Rồi, đó là đây, con dây nó kết nối từ bên đó qua đây. Mình sẽ đưa vào cái bộ kết nối này. Kết nối này, đây là cái cổng ra, ngõ ra của main out. Đây, ngõ ra main out. Đây. Và nhạc cái mình phát ra Bluetooth. Đây là cái điện thoại mình kết nối bằng Bluetooth lấy nhạc. Và mic mình đang dùng mic karaoke gia đình. Cái mic này thì nó cũng chỉ là một cái mic thường thôi. Một cái mic rất là thường. Thì mọi người lưu ý cho mình ha. Đây, lưu ý cho mình. Ở đây nó có hai cổng. Nó hai cổng Canon thì nó cũng out ra âm ly. Bạn muốn out ra loa kẹo kéo cũng được từ đây. Từ hai cái jack sau ly này. Bạn out ra. Bạn out ra hoặc là hai cái jack hoa sen này, bạn out ra loa kẹo kéo hay là ra âm ly gì đó. Hoặc là chúng ta out ra tai nghe, out ra loa ngoài, mình đang out ra loa thì đây là ngõ out thì chúng ta có thể out ra. Mọi người có, đây là mic. Đây là 8 mic. 8 mic Canon và 8 mic 6 ly. Thì ở trên mỗi cái đường mic, mỗi một cái mic thì nó sẽ có một cái hàng chỉnh. Đầu tiên đây là nút gain, gain của mic ha. Gain của mic kết là âm trung, âm cao, âm trung, âm thấp. Còn đây là nút effect. Cái nút này là nút AOX. AOX này là điều chỉnh âm lượng của mic khô khi mà chúng ta kết nối qua van số. Nếu mà chúng ta không qua văn số thì chúng ta không sử dụng tới nút này. Cái này là nút effect, là echo nhiều ít. Alo, 1, 2, 3. Ly, 1. Rồi cái này nút là trái phải. Trái, phải. Còn cái này là âm lượng của mic. Alo. Rồi ok, nó mỗi cái mic, cái mic kế tiếp theo nó cũng y vậy. Tiếp theo cũng y vậy. Y vậy ha. Ở đây là khi mình kết nối Bluetooth nhạc thì ở đây là hai nút cộng. Ở đây nó có một cái nút, nút này âm lượng lớn nhỏ của nhạc. Đây. Nó cái nút này thì chúng ta muốn chỉnh trên hai con đường này, chỉnh nhạc trên hai con đường này thì chúng ta sẽ ấn cái nút này. Đó. Đó, ở đây nó hay cái đó. Nếu chúng ta chỉ cần một chỉnh một cái âm lượng này không, một âm lượng này không, thì chúng ta tắt cái nút này đi. Tắt cái nút này đi. Nếu chúng ta muốn chỉnh âm lượng nhịp cho nhạc trên hai con đường này nữa thì chúng ta bật cái nút này lên, thì sẽ tha hồ chỉnh bass chết cho nhạc. Nhập. Đó. Các bạn thấy không? Ok chưa? Đây là chỉnh bass. Âm trung cho nhạc.
trong cho nhạc, set cho nhạc, đó, gain cho nhạc. Thế còn Yamaha này nó hay như đó. Giờ này còn hỏi làm vệ sĩ. Anh bỏ nghề vệ sĩ lâu rồi, già rồi, đi đâu không nổi nữa. Đó, ở đây mình đang dùng cái mic camera của gia đình và hát ra loa ngoài. Đó, không có đeo tai nghe. Cái phương án này chúng ta có thể vừa hát ra loa ngoài cho gia đình nghe mà vừa phát lên live stream. Ở đây mình kết nối bộ dây live stream. Đây mình đang kết nối con dây này. Ở bên đây, cái cọng dây này. Một đầu mình chia vào cái cọng dây phát live stream. Một đầu mình kết nối qua cái loa. Đó, cái loa hồi nãy mình quay cho mọi người xem rồi đó. Nó đơn giản vậy thôi. Chúng ta có thể tùy chỉnh. Còn cái đường này, cái đường này là đường echo tổng. Bạn có thể chỉnh ngày dài, ngắn, nhanh hay chậm của echo, nhiều hay ít. Còn ở đây là tổng của echo. Bạn có thể tăng lên hoặc là giảm xuống. Ok. Đây là chỉnh iOS. Đây là chỉnh hệ thống đèn. Này là của headphone. Này là của tai nghe. Khi mà chúng ta gắn tai nghe vào đây thì chúng ta chỉnh cái nút này lớn nhỏ. Rồi. Đây là con CT Yamaha 80S. Yamaha CT 80S có giá hiện tại là 2.400.000 đồng. Giá cũ nó là 3 triệu. Sorry, giá cũ nó là 2.800.000. Hôm nay từ bên mình nhập về bán cũng nhiều rồi, nên là số lượng nhiều thì sẽ được giảm. Vì vậy mà hãng nó giảm cho bên mình thì bên mình cũng giảm cho người tiêu dùng. Nên mình giảm còn 2.400.000. Ai quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ với hệ thống Studio Tân Nguyễn tại hai địa chỉ. Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, số 55-2A Phan Đình Phùng, phường 17 Phú Nhuận. Địa chỉ tại Bình Dương, số 327, số 327-1, đường 30 tháng 4, phường Chính Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại 0937381978. Đây số điện thoại của bên mình đây, 0906041727. Và số Zalo là 0937381978. Facebook cũng vậy luôn nhé. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể gọi 0976563438 để được tư vấn rõ hơn nhé. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều đã quan tâm đến những dòng sản phẩm ở bên Studio Tân Nguyễn, mixer cũng như là thiết bị thu âm livestream trong xuyên suốt gần 10 năm qua. Gần 10 năm, tính ra thì cũng hơn 10 năm rồi. Mình kinh doanh về thiết bị thu âm livestream và thiết bị ca hát về âm thanh. Và được rất là nhiều bạn bè và các khách hàng gần xa trong và ngoài nước ủng hộ. Đó cũng là một cái động lực để mình phát triển nhiều hơn nữa. Và bên Studio Tân Nguyễn sẽ khai thác nhiều hơn mặt hàng mới, những mẫu mặt hàng mới để cho mọi người có nhiều cái lựa chọn hơn. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai quan tâm đến sản phẩm liên hệ với bên mình ha. Ngoài ra bên mình có bán cái bộ live stream, bộ phát live stream riêng cho mixer. Các bạn nào có mixer nhạc sống hay là dàn karaoke gia đình thì bên mình đều có cung cấp riêng cái bộ phát live stream hết ha. Ai đã có mixer rồi, có dàn karaoke rồi hoặc có nhạc sống rồi mà chưa có cái bộ phát live stream thì bên mình liên hệ với mình nhé. Bên mình sẽ ship toàn quốc cho mọi người. Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho Studio Tân Nguyễn nhiều hơn nữa.